Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn viết về chương trình lý thừa. Và đầu tiên chúng ta add một cái hàm thư viện include iOS stream. Và cấu trúc của một chương trình bao gồm như thế này. Đầu tiên chúng ta viết hàm lý thừa. Vật cứu dữ liệu lý thừa có thể là một số thật. Nên chúng ta sẽ viết theo kiểu double. Khai báo cơ số x lý thừa n. Trong bài toán này chúng ta sẽ dùng the we để giải quyết. Rồi giải quyết cho bài toán nó gọn. Đầu tiên nếu n bằng 0 thì chúng ta sẽ trả về dạng lý thừa của nó là 1. Và nếu n mà nó có hai trường hợp n lớn hơn 0 và n bé hơn 0. Trong trường hợp n lớn hơn 0, ta sẽ trả về giá trị x nhân với lý thừa của x với số mũ giảm đi 1 đơn vị. Ngược lại, chúng ta sẽ trả về, nếu là ngược lại thì n âm thì chúng ta sẽ trả về 1.0 để nó ra số thật, chia cho lý thừa của x và số mũ, chia số mũ là vừa thành số dương. Đó là hàm lý thừa chúng ta đã xong. Chúng ta qua hàm in main. Và hàm in main đầu tiên chúng ta khai báo một biến n để lưu giá trị cho người dùng nhập vào giá trị n. Khai báo biến x với biến mũ n cho người dùng nhập vào cơ số. Nhớ biến nó vào cho biến x. Sau đó nhập số mũ. Nhớ biến nó vào cho biến n. Sau đó chúng ta xuất thẳng ra màn hình là lý thừa của x mũ n là 2.8 xuất ra. Các bạn gọi là hàm lý thừa. Điền vào giá trị x và với n nên là đưa cho số 2. Rồi các bạn chạy. Do chạy lần đầu nên chương trình chạy hơi lâu. Rồi. Màn hình sẽ xuất hiện ra là cho các bạn nhập vào cơ số. Các bạn nhập 2. Các bạn nhập số mũ. Ví dụ 2 mũ 3. 2 mũ 3 sẽ là 8. Trong trường hợp các bạn nhập lũy thừa âm. Ví dụ như 2 mũ trừ 3 thì nó sẽ ra là số thật 0,125 cho các bạn. Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng đưa dưới bình luận, mình sẽ trả lời các bạn trong vòng sớm nhất. Cảm ơn và các bạn đã xem.